Để nắm bắt nhu cầu với chị yêu của TTV thì ngày hôm nay em sẽ mang đến cho mình là một cái phô diễm đầu xuân nha. Với chất liệu vải sẽ là vải tuyết lạnh cao cấp. Chất liệu vải này nó dày dặn nè, đặc biệt cho mình là không cần lớp lớp trong. Với phô màu sắc thì em sẽ lựa chọn cho mình là tông xanh và tông đen, kết hợp làm cho mình phô điểm nhấn rất là tinh tế luôn. Hiện tại thì mẫu này thì em sẽ làm cho mình là phô dáng suông che bụng, cũng như là phô dáng làm cho các chị em nhà mình tự tin khi sử dụng. Với cái mẫu đầm này thì em vẫn làm cho mình là có túi sườn ở hai bên nè, thiết kế làm cho mình là những cái điểm nhấn đơn giản nhưng mà sang trọng, có thêm cho mình cái phần đơ trên trên cổ vai ha. Ngoài ra thì em làm cho mình form dáng này thì em sẽ làm cụm tròn, tay sẽ là tay ngắn để che tất cả các điểm về dáng về da cho mình. Nếu mà chị yêu nào mình đang có nhu cầu về một cái form dáng đầm suông che gọn khuyết điểm về vóc dáng của mình thì mình có thể để lại số điện thoại bên dưới, em sẽ hỗ trợ đơn hàng cho mình nha. Em lên tiếp tục cho mình sẽ là một tông màu nâu nha. Với cái màu nâu như thế này các chị thấy cái tông màu nhìn nó sẽ tây hơn và nhìn rất là lạ mắt luôn. Thì hiện tại em đang kết hợp cho mình giữa tông nâu và một xíu tông màu đen, tạo cho mình cảm giác tông màu sắc trầm hơn một xíu, nhưng mà bảo đảm nó lên trên da trên dáng cho mình nhìn gọn hơn nè, nhìn sang trọng hơn rất là nhiều. Với cái mẫu đầm suông như các chị em nhà mình đang thấy đây thì mẫu này mình sẽ cảm giác cho em là thoải mái nhẹ nhàng. Chất liệu thì em sẽ làm cho mình là chất liệu vải tuyết lạnh nha, một cái loại vải phải là vừa mát vừa nhẹ và đặc biệt là chất liệu rất là dày dặn luôn, không cần lớp lót trong nhưng mà vẫn tạo cho mình cảm giác cho em là thoải mái. Form này thì em sẽ thiết kế cho mình là có thêm hai túi nha, điểm nhấn nhẹ nhàng trên đầm của mình và kèm theo cho em là các phần đơ trên phần ngực nè. Và nếu như mà chị yêu nào mình đang cần hỗ trợ về một cái form đầm suông lên gọn dáng gọn người hơn thì mình có thể để lại cho em là số điện thoại bên dưới, em sẽ nhờ các bạn nhân viên hỗ trợ tư vấn cũng như là hỗ trợ chốt đơn cho các chị em nhà mình trên line nha. Để đặt hàng hoặc muốn được tư vấn, các chị vui lòng vào Zalo, nhấn vào tìm kiếm và gõ TTV Store để tìm được Zalo OA của shop em. Bấm vào trang TTV Store. Bước 3, các chị bấm vào trang TTV nó sẽ hiện ra phần tin nhắn và quan tâm. Mình sẽ chọn vào phần quan tâm. Bước 4, nó sẽ hiện ra cho em một cái mã giảm giá 50k trên phần tin nhắn. Áp dụng cho chương trình online và offline. Các chị vui lòng cung cấp mã giảm giá cho nhân viên để được giảm giá cho các đơn hàng nhé. Ngoài ra các chị có thể tham khảo thêm các mẫu mã qua Zalo. Cảm ơn các chị đã xem hết video ngày hôm nay.